phạt nhà thuốc bán thuốc điều trị Covid-19 khi chưa được cấp phép. Thưa quý vị, ngày hôm nay thông tin từ thanh tra Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa xử phạt 3 nhà thuốc Tây do bán lẻ thuốc điều trị bệnh không đúng quy định. Các nhà thuốc bị xử phạt gồm: nhà thuốc Minh Long đường Hùng Vương, nhà thuốc Minh Ti đường Ngô Quyền và nhà thuốc Thuận Thái đường Ngô Quyền cùng địa bàn thành phố Huế. Mỗi nhà thuốc vi phạm đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Trước đó, Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra hoạt động của các nhà thuốc trên địa bàn nhằm phát hiện các hành vi mua bán thuốc điều trị COVID-19 khi chưa được Bộ Y tế cấp phép. Thanh tra Sở này đã phát hiện 3 nhà thuốc trên có hành vi vi phạm bán lẻ thuốc không được bán theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa có công văn đề nghị Công an, Sở Công Thương, Sở Y tế, cục Quản lý Thị trường tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, do từ sau Tết Nguyên Đán nhâm dần, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế, bộ xét nghiệm sars-cov-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) tăng cao nguy cơ tạo khan hiếm nguồn cung. Việc này dẫn đến hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán. Từ thực trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh này đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tổ chức kiểm tra, ngăn chặn các đơn vị có hành vi thu mua, đầu cơ trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 để trục lợi, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Dân khổ, y tế khổ vẫn chỉ vì hai chữ thủ tục mà chúng ta đẻ ra. Thưa quý vị, Chúng ta quy định thuốc Monupiravir chỉ bán theo toa chỉ định của bác sĩ, nhưng lại chẳng nói bác sĩ nào sẽ kê đơn. Thế là dân vẫn nhiễm COVID-19 và chỉ có thể mua thuốc trên mạng, ngoài chợ đen. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm qua đã có văn bản yêu cầu Bộ Y tế phải cắt giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc mua thuốc phòng chống COVID-19. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý giá thuốc, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, buôn lậu thuốc theo quy định tạo điều kiện thuận lợi, không để nhân dân vất vả với quá nhiều thủ tục trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị COVID-19. Cảm ơn Thủ tướng với một yêu cầu đúng và trúng vào hai vấn đề dân đang kêu trời. Bởi từ sau khi Bộ Y tế công bố chính thức giá bán thuốc Monopiravi tuần trước, nhân dân ai cũng chính thức bước vào đoạn trần ai mua thuốc. Theo quy định, Monopiravi chỉ được bán theo toa thuốc chỉ định của bác sĩ hoặc có giấy chứng nhận đang điều trị COVID-19 của y tế địa phương. Nhưng khi dương tính COVID-19, người dân thật sự không biết tìm ông bác sĩ nào để xin kê đơn. Ngay cả những người có đơn bác sĩ thậm chí cũng không mua được vì thiếu đơn giấy, thiếu dấu đỏ. Còn chứng nhận F0 của y tế địa phương ư. Hôm qua, cả nước có hơn 115.000 ca nhiễm mới và không biết đã là ngày thứ bao nhiêu, y tế phường đang phải chịu áp lực này. Có khi tờ giấy cấp xong thì người ta đã khỏi bệnh. Monupiravi là loại thuốc đặc biệt. Việc thăm khám kê đơn của bác sĩ về nguyên tắc là bắt buộc, nhưng mà dân không biết tìm bác sĩ ở đâu để kê đơn huống trì với 115.831 ca nhiễm ngày hôm qua, tức là số ca nhiễm trung bình ghi nhận trong tuần qua ở mức 88.033 ca trên ngày, thì phải bao nhiêu bác sĩ để thăm khám và kê đơn cho đủ. Với yêu cầu của Thủ tướng, đoạn trần ai mua thuốc của dân sẽ được điều chỉnh, sẽ bớt đi những thủ tục kiểu con gà quả trứng. Nhưng còn rất nhiều thủ tục cần điều chỉnh. Nhiều hôm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát trạm y tế xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội. Thực tế quy định cứng phải có giấy của bác sĩ mới được mua thuốc đã được phản ánh là đang gây ùn ứ cục bộ tại các trạm y tế, gây bức xúc cho người dân. Nhưng chưa hết, còn chuyện một F0 mất ít nhất hai lần ra trạm y tế. Lý do F0 đang phải thực hiện quá nhiều thủ tục, từ xét nghiệm, công nhận F0, thủ tục cách ly, thủ tục mua thuốc, thủ tục xác nhận khỏi bệnh, đến mức có những xã phải thực hiện mô hình hai trạm y tế, một trạm làm chuyên môn, một trạm chỉ giải quyết thủ tục, giấy tờ. Đúng là cả dân cả y tế đang phát ốm vì thủ tục. Chúng ta quy định thuốc Monupiravir chỉ bán theo toa chỉ định của bác sĩ nhưng lại chẳng nói bác sĩ nào sẽ kê đơn. Thế là dân vẫn nhiễm COVID-19 và chỉ có thể mua thuốc trên mạng ngoài chợ đen. F0 tại Hà Nội tăng nhanh, nhiều cơ sở y tế tư nhân hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị, sự giúp sức của trạm y tế lưu động và lực lượng y bác sĩ bệnh viện tư nhân là nòng cốt đã giúp các trạm y tế cố định giảm quá tải. Bác sĩ Hoàng Khánh Huyền là một trong những nhân viên y tế thuộc cơ sở tư nhân tình nguyện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Nữ bác sĩ trẻ cho biết, chị đã tham gia chống dịch 2 tháng nay, được giao phụ trách chính tại trạm y tế lưu động phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Hai đồng nghiệp khác ở bệnh viện tư với chị Huyền cũng tham gia trạm y tế lưu động phường Cầu Diễn và một số nhân sự góp mặt ở trạm y tế lưu động phường Mỹ Đình. Theo bác sĩ Huyền, ngay từ cuối tháng 12 năm 2021, khi Sở Y tế Hà Nội, quận Nam Tử Liêm huy động bệnh viện tư nhân tham gia các trạm y tế lưu động trên địa bàn. Chị và nhiều đồng nghiệp đã tự nguyện đăng ký tham gia. Số F0 ngày một tăng nhanh, với trách nhiệm là nhân viên y tế, tôi cũng muốn góp sức cho cộng đồng, mong đại dịch sớm kết thúc, chị Huyền tâm sự. Hiện trạm y tế lưu động phường cầu diễn quản lý hơn 4.000 F0, gồm cả những người đang điều trị và những người vừa kết thúc điều trị. Số bệnh nhân đang điều trị chiếm khoảng một nửa, tức 2.000 người. Công việc chính của bác sĩ Huyền và các đồng nghiệp là quản lý, theo dõi F0 tại nhà, tổ chức cấp cứu khi F0 có tình trạng nguy hiểm đến sức khỏe, cấp phát thuốc, tư vấn, giúp đỡ người bệnh. Ngoài ra, trạm cũng hỗ trợ công tác tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn phường. Tổng số nhân lực của trạm y tế lưu động là 7 người. Công việc vất vả vì số F0 hiện rất nhiều lại tăng nhanh. Một khó khăn với chúng tôi là do không phải người thuộc địa bàn phường cầu diễn nên đôi khi không biết chính xác địa chỉ nhà của bệnh nhân, khi đi cấp cứu, chúng tôi sẽ phối hợp cùng trạm y tế cố định, những người đã thông thuộc địa bàn này để triển khai cấp cứu nhanh nhất, bác sĩ Huyền chia sẻ. Hiện trạm y tế cố định phường Cầu Diễn chỉ có khoảng 6 đến 7 nhân sự, nhưng phụ trách hàng nghìn F0, chưa kể một số nhân viên bị mắc COVID-19 vẫn phải vừa làm việc vừa tự chữa bệnh. Do vậy, sự giúp sức của trạm y tế lưu động và các y bác sĩ bệnh viện tư nhân như bác sĩ Huyền có ý nghĩa lớn trong việc giảm quá tải, hỗ trợ tốt hơn cho bệnh nhân. Trao đổi với báo chí, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Nam Tử Liêm cho biết, quận đã huy động toàn bộ lực lượng y tế tư nhân trên địa bàn tham gia đóng góp nhân lực cho các trạm y tế lưu động. Theo đó, khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Y tế giao các địa phương thành lập mỗi phường một trạm y tế lưu động để giúp sức trạm y tế cố định. Lực lượng y tế thường trực của mỗi địa phương thực hiện các nhiệm vụ cách ly, điều trị F0 tại nhà. Nói cách khác, đây là cánh tay nối dài của trạm y tế cố định. Tất cả 10 trạm y tế lưu động của các phường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đều do lực lượng y tế tư nhân tham gia làm chủ công, đảm nhiệm chính. Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Nam Từ Liêm thông tin, hệ thống y tế tư nhân là lực lượng nòng cốt của các trạm y tế lưu động, tổng số trên 70 nhân viên y tế tham gia. Ngoài ra, y tế tư nhân cũng tham gia vào các tổ cấp cứu vận chuyển F0 24 trên 24. Họ đóng góp 3 xe cứu thương cùng 18 người trong tổ cấp cứu. Hàng ngày, các lực lượng này giúp đỡ cho quận vận chuyển F0 diễn tiến nặng lên tầng 2, tầng 3, không phụ thuộc vào trung tâm cấp cứu 115. Vì đại diện cũng nhấn mạnh việc huy động được lực lượng y tế tư nhân tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch, đặc biệt là vấn đề quản lý F0 cách ly, điều trị tại nhà rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thực tế ở mỗi phường, một trạm y tế cố định thường chỉ có 7 đến 8 người, phường nào đông cũng đến 10 người. Với số dân rất lớn chỉ một mình trạm y tế cố định thì sẽ rất quá tải, không đảm đương hết các nhiệm vụ. Do vậy, việc tổ chức thành lập thêm trạm y tế lưu động với hệ thống y tế tư nhân làm nòng cốt là đặc biệt cần thiết, hỗ trợ kịp thời cho trạm y tế cố định, Vì đại diện nói. Thưa vị này, thống kê tại Nam Từ Liêm, 60% nhân lực tại các trạm y tế cố định đang bị nhiễm COVID-19, nếu không có sự hỗ trợ của y tế tư nhân thì sẽ rất khó khăn để hoàn thành được nhiệm vụ. Những ngày qua, số nhiễm tại Hà Nội liên tục tăng nhanh, giữa ngày hôm qua đã vượt ngưỡng 15.000 F0 mới. Tại phiên họp giao ban ngày 27 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chu Ngọc Anh, trưởng ban chỉ đạo thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, đã yêu cầu những địa bàn có mật độ dân cư đông cần đánh giá ngay khả năng đáp ứng tư vấn, chăm sóc người nhiễm COVID-19 của mỗi cán bộ, nhân viên y tế. Có biện pháp huy động thêm lực lượng tình nguyện, bác sĩ đã nghỉ hưu, các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn cùng tham gia, đảm bảo người dân được đáp ứng y tế sớm nhất, kịp thời chuyển tầng và hạn chế tối đa các ca chuyển nặng. Trao đổi với báo chí sáng ngày hôm nay, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết Hiện nay, nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân đang tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, ở một số địa bàn, các phòng khám đã trở thành trạm y tế lưu động như quận Đống Đa. Y bác sĩ từ cơ sở tư nhân trực tiếp tham gia hỗ trợ, tư vấn cho F0 điều trị tại nhà. Trước đó, trong những đợt cao điểm của chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 như tháng 9 năm 2021, Hà Nội cũng kêu gọi sự hỗ trợ của hệ thống bệnh viện, phòng khám tư để hình thành các dây chuyển tiêm chủng, thực hiện tiêm chủng ở cộng đồng. Tới nay, trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, đối với các khu vực cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, thành phố vẫn kêu gọi sự tham gia của các y bác sĩ ở đơn vị tư nhân. Riêng việc huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia làm việc tại các trạm y tế lưu động đã bắt đầu từ cuối năm 2021, khi Hà Nội triển khai mô hình này để theo dõi quản lý F0 tại nhà. Số lượng đơn vị tham gia tùy từng thời điểm, huy động trên tinh thần tự nguyện. Đại diện Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh số lượng ca nhiễm tăng lên giai đoạn gần đây, áp lực dành cho tuyến y tế cơ sở cao hơn, đặc biệt ở các khu vực số không tăng nhanh chóng cũng đã gây tình trạng quá tải tại một số thời điểm như vậy lực lượng ngoài công lập khi tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch sẽ giúp giảm tải chia sẻ áp lực với tuyến y tế cơ sở là điều rất cần thiết ngoài lực lượng này ngành y tế thủ đô cũng rất cần sự tham gia của các lực lượng ở các lĩnh vực khác vì hệ thống y tế ngoài công lập sẽ giúp y tế cơ sở giải quyết được nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn y tế. Nhưng trong công tác phòng chống dịch, có những nhiệm vụ ngoài chuyên môn như công việc hành chính cũng rất cần sự hỗ trợ trong thời điểm dịch bệnh nhiều phức tạp như hiện nay. Đại diện Sở Y tế nào cần tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ tư? Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu các địa phương triển khai tần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine COVID-19, trong đó lưu ý tập trung nghiên cứu tiêm mũi 4 và tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi. Vậy những trường hợp nào cần tiêm mũi 4 là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, thành viên nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 của Viện Nghiên cứu City of Hope, California của Mỹ cho rằng, với sự biến đổi của các chủng mới, hiệu quả bảo vệ lây nhiễm của vaccine hiện tại có lẽ là không còn nhiều khi mà kháng thể tạo ra đã nhắm trượt quá nhiều. Việc lấy số lượng bù chất lượng bằng các mũi tăng cường có đặc điểm giống với mũi cơ bản là ngày càng kém hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hiệu quả bảo vệ bệnh nặng của vaccine vẫn tốt, Điều này có thể thấy qua việc số lượng người nhiễm tăng rất cao, nhưng số lượng người trở nặng hoặc là tử vong thì không có nhiều. Cơ quan an ninh y tế của Anh cho biết, khoảng 3 tháng sau khi tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19, khả năng bảo vệ chống lại nguy cơ nhập viện ở người từ 65 tuổi trở lên vẫn giữ được ở mức cao, khoảng 90%. Cơ quan này cho biết, để so sánh khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng ở người từ 65 tuổi trở lên, sau khi tiêm hai mũi vaccine giảm xuống còn khoảng 70% sau 3 tháng và còn 50% sau 6 tháng. Chúng cho thấy mũi tiêm vaccine thứ ba tiếp tục cung cấp mức độ bảo vệ chống lại bệnh nặng, ngay cả những người cao tuổi. Theo tiến sĩ Vũ, hiện tại, các nghiên cứu về mũi bổ sung sau khi mũi thứ ba vẫn còn rất ít. Chúng ta chưa thể nói là có lợi hay không. Tiêm chủng thêm mũi 4 để tăng cường kháng thể, nhưng người dân vẫn có nguy cơ cao để lây nhiễm. Trước mắt với chủng Omicron và vaccine hiện nay, tôi cho rằng mũi 4 không cần thiết cho đại trà. Ngành y tế chỉ nên tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao như người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch hay là người cao tuổi. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ đã chia sẻ. Đồng quan điểm, tiến sĩ Bùi Lê Minh, trưởng ngành công nghệ sinh học Viện kỹ thuật công nghệ cao Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho rằng mũi vaccine COVID-19 thứ tư chỉ cần thiết với nhóm đối tượng nguy cơ cao và bị suy giảm miễn dịch. Hiện tại các nghiên cứu về mũi thứ tư chưa có nhiều và chưa đủ thuyết phục về mặt lợi ích để triển khai cho toàn dân. Tiến sĩ Minh cho rằng điều quan trọng là các vaccine đang dùng đều không còn có hiệu quả phòng lây nhiễm cao với biến chủng mới như Omicron và thời điểm có thể triển khai mũi thứ tư phần lớn người dân đã nhiễm biến chủng Delta và Omicron. Đây có thể coi là liều bổ sung hiệu quả và có giá trị bảo vệ lâu dài hơn sau khi khỏi bệnh. Với những người đã tiêm 2 tới 3 liều vaccine và từng nhiễm Omicron, hiệu quả đáp ứng miễn dịch đã được mức cao, nhất là nguy cơ bệnh nặng giảm xuống thấp. Số ca nhiễm cao kỷ lục hiện nay ở nhiều nơi trên toàn quốc, nhưng số ca nặng và số ca tử vong lại có xu hướng giảm. Điển hình như ở thành phố Hồ Chí Minh, có những ngày không ghi nhận trường hợp tử vong, cho thấy hiệu quả của chương trình vaccine đã đạt được mục tiêu. Theo tiến sĩ Lê Minh, mũi thứ tư nên là liều vaccine cập nhật với cấu trúc biến thể virus mới như Delta hoặc là Omicron, có thể tiêm bổ sung cho người đã khỏi bệnh 6 tới 9 tháng. Ngay cả trong trường hợp đó, nhóm đối tượng thực sự cần bổ sung vaccine cũng không nhiều. Theo vị chuyên gia này, việc tiêm mũi thứ tư cần phải được nghiên cứu và xem xét. Chúng ta không còn thấy nhiều lợi ích từ việc bổ sung liều vaccine thiết kế với biến chủng cũ. Các kháng thể sinh ra không còn đạt hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa Omicron, thời gian bảo vệ lại rất ngắn. Bên cạnh đó, ta cũng không thể tiêm liên tục sau vài tháng vì hệ miễn dịch sẽ có nguy cơ suy yếu, tăng các nguy cơ tác dụng phụ không mong muốn. Ở giai đoạn này, chi phí bỏ ra tiêm vaccine cho tất cả người dân là quá lớn so với lợi ích đem lại, khác với giai đoạn cần mũi 1 và mũi 2. Vị chuyên gia này cũng cho rằng chiến lược Việt Nam cần phải tập trung hiện nay đó là bình ổn thị trường thuốc và trang thiết bị y tế để phục vụ cho điều trị, chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. Các đơn vị liên quan phải kiểm soát thị trường tốt để giảm tác hại của việc sử dụng thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả thấp, không hiệu quả, hay thậm chí là gây hại cho người bệnh. Bên cạnh đó thì nhà nước cần có hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc và trang thiết bị y tế để người dân có thể dễ dàng tiếp cận, tự chăm sóc sức khỏe khi nhiễm bệnh. Quỹ vaccine nên để đặt hàng cho vaccine thiết kế cập nhật thay vì mua vaccine thế hệ đầu. Chuyên gia nói gì khi nhiều người thành F0 lần 3 trong vài tháng? Những ngày vừa qua, số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam tăng liên tục. Điển hình có ngày đã lên tới gần 119.000 ca trên một ngày, trong số này, không ít người đã từng là F0 nhưng lại tiếp tục tái mắc và thậm chí là tái mắc nhiều lần. Điển hình đó là một sinh viên mới ra trường tại thành phố Hồ Chí Minh ngao ngán cho biết rằng cô vừa mới thành F0 lần thứ ba. Trước đó thì vào tháng 8 năm 2021, khi đã tiêm hai mũi vaccine đủ 14 ngày, cô cảm thấy mắt bị đỏ, xuất hiện ho, đau họng nên đã chủ động test nhanh Covid-19 thì cho kết quả dương tính. Vì không thấy triệu chứng quá nghiêm trọng, cô gái đã uống thuốc theo đơn của một bác sĩ, tự điều trị tại nhà và âm tính sau 14 ngày đến giữa tháng 11 năm 2021, cô lại thấy nhức đầu liên tục nên đã mua test về test thử và lại thấy hai vạch. Lúc này cô đã uống thuốc Panadol và âm tính sau 3 ngày. Đến tháng 2 năm nay, tức là 3 tháng sau khi mắc bệnh lần cuối, cô lại tiếp tục cảm thấy đau cơ, mệt mỏi, sốt một tuần và ho có đơm. Không nghĩ mình lại dính Covid-19, cô gái chỉ uống thuốc ho bình thường nhưng không khỏi. Trước tình trạng tức ngực khó thở kéo dài, cô mới bắt đầu nghi ngờ và tá hỏa xét nghiệm lại cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 cũng ba lần trở thành F0, anh Mạnh 27 tuổi, điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực cấp cứu của bệnh viện Nam Sài Gòn cũng cho biết, thời điểm tháng 8 năm 2021, anh cùng với các đồng nghiệp tham gia chống dịch, trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19, chỉ một thời gian ngắn, anh được xác định là dương tính thông qua xét nghiệm PCR, điều trị 2 tuần, nhân viên y tế này xét nghiệm PCR lại thì cho kết quả âm tính, nhưng đến lần xét nghiệm PCR lần thứ 3 để đủ điều kiện xuất viện, anh lại tái mắc COVID-19. Những tưởng đã yên tâm với Covid-19 sau 6 tháng thì một tuần trước, anh Mạnh lại thấy đau rát họng khi đang làm nhiệm vụ điều trị cho F0. Anh được xét nghiệm PCR và ngỡ ngàng mình lại mắc bệnh. Anh chia sẻ, tôi không nghĩ mình xù như vậy, đến giờ vẫn chưa dám báo với gia đình rằng mình dương tính lần 3. Còn đồng nghiệp của anh tại khoa ICU thì cũng mắc Covid-19 tới 2 lần. Thống kê tại khoa nhiễm bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, gần đây nơi này đã tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân tái mắc Covid-19. Trao đổi xoay quanh vấn đề F0 tái mắc nhiều lần, Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về mặt khoa học, việc tái nhiễm sau khi mắc bệnh hoặc là bị nhiễm đột phá là hiện tượng có thể xảy ra. Bởi vì khi bị mắc bệnh, dù đã có kháng thể hoặc là tiêm vaccine tạo ra kháng thể, nhưng kháng thể chủ yếu nằm trong máu. Trong khi đó, virus xâm nhập vào niêm mạc đầu tiên, gây bệnh, sau đó mới phổ rộng kháng thể lên. Theo chuyên gia, thì việc tiêm chủng có hiệu quả phòng ngừa mắc bệnh, nhưng trong chỉ thời gian ngắn. Do đó, việc nhiều người cho rằng tiêm vaccine rồi nhưng vẫn bị mắc do kháng thể thấp là điều hiển nhiên. Phó giáo sư Dũng cũng lý giải, sau một thời gian tiêm thì lượng kháng thể sẽ giảm đi. Quan trọng là khả năng tạo kháng thể của cơ thể vẫn còn để ngăn cản sự tiến triển bệnh nặng và giảm nguy cơ tử vong. Đồng tình với ý kiến trên, theo thạc sĩ bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Phó trưởng Bộ Môn Nhiễm Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc tái mắc COVID-19 có thể xảy ra dù đã tiêm đủ vaccine. Thực tế bà đã chứng kiến các trường hợp là giáo viên, công an, nhân viên siêu thị, những người làm nghề tiếp xúc nhiều ngoài cộng đồng đã trở thành F0 lần 2, lần 3. Nguyên nhân là kháng thể sản sinh trong cơ thể không kéo dài bền vững, một phần là do virus SARS-CoV-2 liên tục xuất hiện các biến thể mới, đồng thời cũng không loại trừ trường hợp dương tính giả, dương tính kéo dài dù không còn triệu chứng. Khi người dân test nhanh COVID-19 trong tình hình hiện tại, chưa biết kết quả chính xác hay không nhưng khi khai báo, cơ quan chức năng vẫn chấp nhận và cho nghỉ ngơi ở nhà. Dù là nguyên nhân nào, thạc sĩ bác sĩ Vân Anh cho biết, các bệnh nhân tái mắc hầu như không xảy ra các trường hợp bệnh nặng. Ngoài ra thì việc tái nhiễm nếu xảy ra sớm nhất cũng khoảng 3 tháng tính từ ngày khỏi bệnh. Nếu xuất hiện ngay sau đó, cần xem lại tính chính xác của việc xét nghiệm vì vaccine không bảo vệ khỏi Covid-19 hoàn toàn. Các chuyên gia cho rằng cần phải tuân thủ 5K để vừa giảm nguy cơ mắc bệnh, vừa giảm khả năng lây lan cho cộng đồng và giúp duy trì các hoạt động sinh hoạt xã hội, lao động sản xuất. Hồ sơ và mức hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19. Mỗi ngày cả nước đang ghi nhận hàng chục nghìn ca COVID-19 mới, trong đó một lượng lớn là người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội. Người lao động sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội nếu như đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định. Đầu tiên đó là về chế độ ốm đau, về điều kiện hưởng. Theo quy định tại điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động bị ốm đau hoặc là phải nghỉ việc để chăm con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Chế độ này hiện tại được áp dụng để chi trả cho người lao động bị mắc COVID-19 và nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc COVID-19. Về hồ sơ hưởng, theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy gia viện và các giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, hồ sơ để hưởng đối với người lao động là F0 hoặc là chăm con dưới 7 tuổi là F0 gồm các giấy tờ sau đây. Đối với người lao động là F0 điều trị nội trú có giấy ra viện, đối với người lao động là F0 đang điều trị ngoại trú cần có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc là giấy ra viện có chỉ định của y bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú. Về thời gian hưởng, tại thông tư số 56 quy định, mỗi lần khám người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc là sắp hết thời gian nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp người F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định. Về mức hưởng, tại khoản 1 điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định trong thời gian nghỉ, người lao động sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liên kê trước khi nghỉ việc. Về quy trình giải quyết hồ sơ để hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi COVID-19, người lao động cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện, đối với trường hợp điều trị nội trú Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc là giấy ra viện có chỉ định của y bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị. Đối với trường hợp điều trị ngoại trú trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ cho người lao động trong tối đa là 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Người lao động có thể nhận tiền qua một trong các hình thức sau đây: thông qua tài khoản cá nhân hoặc là thông qua đơn vị sử dụng lao động. Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau căn cứ vào điều 29 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014, sau khi điều trị các bệnh khác hoặc là covid-19, nếu người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, nhưng tối đa là không quá 10 ngày, đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày, tối đa là 7 ngày, đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở, tức là 447.000 đồng trên một ngày. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình tới cho quý vị và các bạn. Để đẩy lùi dịch bệnh, kính mong quý vị và các bạn hãy cùng nhau thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế để bảo vệ mình, người thân và cả cộng đồng. Để xây dựng và phát triển, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.